Yeah, ok hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay sẽ là một con game vô cùng hay ho về robot thì nó tên là Clon, The Rock in the Danger Zone. Mình đã thấy rất nhiều người chơi game này rồi và mình cảm thấy nó hay, và hôm nay mình quyết định là chúng ta sẽ chơi nó anh em ạ. Chúng ta sẽ chơi nó theo một cách khá là bạo lực đấy. Ok. Và anh em thấy không? Đây rồi, chúng ta có nhiều mode khác nhau nè, Story mode nè, Endless mode nè, Trick mode nè, Challenge nè, Multiplayer và Level Editor, tức là kiểu chúng ta tự tạo ra level và mình với nhau của nó ạ. Có thể anh không, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi theo cốt truyện trước nhé. Story mode New game, mình sẽ chọn chế độ là ok, normal thôi em ạ. Wow. Ui mình nè, ui mình nè. Wow, mình nè anh em. Analysis bot. Why do we download human minds into robots? It is more efficient than transporting their bodies. Wow. À, how to play, chúng ta có hướng dẫn là A như SD là để chạy này, move là để đánh này, A và D là để kết hợp skill ở, ok. Woo, chém ngang, chém ngang. Wow. Chém ngang. Chém, 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 chém. Mình sẽ chém nó ra làm sao mày. Mày, mày, mày. Anh em thì mình gắt chưa. Mày, 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 mày. Mình sẽ băm nó anh ạ. À, mày có pitch, mình sẽ đánh ra của mấy cái này. À, bọn nó chỉ là ấy thôi, bọn nó chỉ là thu dọn đấy các bạn. Oh, ok. Oh, oh. Sao là mình sẽ phải đi xuống thế này à? Ờ, chúng ta đã đánh xong rồi, đây là bàn đầu tiên. Cảm giác như mình bá đạo vãi. À, đây rồi, in the next round. Chúng ta sẽ đánh với cái bàn tiếp theo nào. Trước khi đến bàn 2 thì chúng ta sẽ làm gì đây? Tấn E này. À, upgrade anh các bạn. Chúng ta có... À, mở bow, tức là mở cái cung tên này. Gì đây? Jetpack, fly forward. Clone, extra life. Ok, sword kiếm này sẽ mạnh hơn này, fire sword này, block. Anh em, mình nghĩ có nên mở bow trước không? Mình thích fire sword hơn ạ, kiếm lửa. Ôi 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 ôi. Bọn này là bọn nào vậy? À, bọn này là bình luận viên à? Tại sao mình phải đi đánh nhau trong khi chúng nó được ngồi thảnh thơi như này? Tha lũy mày. Wow. Ui ôi, chém ra lửa luôn á. Ui ôi. Ui ôi. Chém. À! Chém. À! Chém. À! Chém. Ui, mình vừa chém bắt chim là ngày xong này. À, đây rồi, mình sẽ thử chém với con này xem có được không nhá. Bam! Bam! Ôi được này. Bam! Đứng lại, bitch! Ơ, mình chém chết con đấy thật đấy. Ờ, mình tưởng không chém được, nhưng ai ngờ chúng ta chém được mà. Ok, mình sẽ đi xuống. Mình đang có kiếm lửa rồi, gắt vãi. Em mình gắt không? Không biết là lần này chúng ta sẽ được update cái gì đây? Ui, thầy mắt đỏ rồi. Ui, nó mắt nó đỏ lên các bạn. Kinh quá. Update nào. Để xem chúng ta sẽ có cái gì đây. À, Fire Sword, Fire Sword 2. Mình có nên mở cung không? Lần này thì mình sẽ extra line đi nhá. Đó, chúng ta sẽ tạo thêm một cái bản thể clone của mình. Nếu như mà chết thì chắc chúng ta sẽ được thêm mạng. Chắc vậy. Woo! Mình đã có kiếm lửa rồi. Ôi, ôi, bắn cung kìa. À, bắn cung. 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 Rồi, mình bắt máu chưa? Mình đang bị mất máu chưa? Ấy cha lại. Woo! Woo! Né. Mày này, né luôn. Mày ơi, chuẩn chuẩn. À, mình còn một máu anh em ạ. Chúng ta còn một máu. Ờ, bắn bố mình đi. Bắn bố mình đi, bitch. Victory. Nice work human, làm tốt lắm các bạn. Khổ thân vậy đi. Nhìn chúng bạn đi về mà trong khi mình nằm lại chiến trường thật là khổ các bạn. So what man? Ê anh em, lần này chúng ta có nên làm cái bow không? Chúng ta sẽ upgrade từ từ các bạn. À, kick. Có vẻ chúng ta sẽ đá được knock opponent over. Nhưng mà nói thật mình vẫn thích cái Firewood 2 này hơn. Không hiểu sao mình thích hơn. Không biết là có khác đi không, nhưng mà có vẻ như nó sẽ chém xa hơn và chém mạnh hơn. Mình thích kiếm rửa anh em ạ. Ngầu vãi. Ô ô ô.
mày à, ui mày đúng không ạ? Woo, ôi là sao tôi lên được chứ kia em? À nhảy, mình sẽ nhảy lên. Ôi ôi, chém khó vậy. Ôi ôi, mẹ cho mày vui nha. Ôi ôi, mày này, ai mày bị chém? Chúng nó dùng kiếm ánh sáng và chúng nó chém mình. Vãi cả lèn à, ok. Màn này vậy khó. Màn này có vẻ khó nha. Rồi. Con lợn sữa. Này, còn thằng này nữa. Mình sẽ nhảy qua bên này và chém nó anh ạ. Chém dọc cho nó dễ. Mày này. Bây giờ phải nhảy đến trên kia để chém thằng bờ lờ này. Được đấy, đại bố. Mày này. Đồng đội của nó đã giết mình. Mình sẽ phải trả thù cho chính bản thân mình. Nghe nó hơi ngu ngốc. Chúng ta cần phải luyện thêm kỹ năng. Không biết là mình có dùng để tăng cấp được cái gì không. Chúng ta đã chuẩn bị sang một cái level mới. Who is this? Đấy rồi, lại tiếp tục nâng cấp nè. Cái này đã hết rồi anh em ạ. Mình có thể là sẽ thêm một cái clone nữa đi. Giả sử như nếu mà mình quẳng. Đấy, đúng rồi, mình vừa mất một mạng xong. Go fight! Và nhau nào. Đi đánh nhau nào. Mình cảm giác chưa bao giờ muốn đánh nhau như lúc này. Tại vì bà đạo mãi vậy. Cái gì đây? Chắc vậy. Ê, mình đã bước lên võ đài rồi đấy. Ui rồi. Ê, bị chém rồi, cái đụ. Mình quả đấy chém hơi vớ vẩn này các bạn. Chém quả đấy hơi linh tinh quá. Không sao, chúng ta sẽ làm lại. Sao bên nào mấy bitch. Mày này, và vẩn nhẹ mình nhiếc. Rồi, ta sẽ quất con này, cách rất là EZ. Mình thắng à? Mình tưởng mình thua chứ. Mày. Kiếm lửa của mình bá đạo vãi lên. Nghe thấy không? Trời ơi. Mặc dù mình vừa chết thêm một mạng rồi nhưng mà không sao. Bàn thứ 6 rồi. Chúng ta đến bàn thứ 6 rồi. Mình sẽ chắc là phải làm thêm một clone nữa anh em ạ. Khổ thế đấy. Cứ đánh lung tung thì toàn chết oan. Let's go. Không biết là mấy bạn này nó sẽ kiểu gì đây. Này, chết chè bạn thứ 6. Wow, đông vậy. Mình sẽ dụ hàng cho nó qua đây ạ. Đấy. Dụ hàng cho nó qua đây. Đấy, anh em thấy mình khôn chưa? Mày này. Tí chết. Đây. Nó chém bơ bẩn violin. Nó tính. Woo. Bây giờ mình chơi tử tế nó khác em ạ. Từ nãy giờ mình có vẻ như là hơi mùa vui quá nên chúng nó chém mình hơi nhiều. Ê, lần này mà giả sử mình chết thì mình phải đánh lại à? Mình sẽ không làm clone nữa nhá, mình sẽ làm cái khác. Bow đi. Làm bow đi. Ấn 2 là chuyển qua bow. Thế làm thế nào để bắn được? À, phải hồi nữa anh em ạ. Mình sẽ quay ra vào quánh mấy con điện này. Wow. Đại chiến Robocon. Woo. Mình sẽ để cho chúng nó tự quánh nhau đi bạn. Mày này. Con điện ML. Mình sẽ giết con bầu ở trước. Chạy. Ê, đừng chạy mà đi kịp. Ôi, mình bị què rồi, mình đang nhảy lò cò. Cảm giác nhảy lò cò thật là vui. Ê, con kia nó tự bóp dài nó kìa. Tự tay bóp dài. Tự tay bóp dài.
Tay bóp lại à? Mày. Mình bị cho nó chém que chân thôi. Cảm giác ngu xít vãi. Đang cao thủ với mày 1m8, bây giờ giảm xuống cao còn có 1m5. À đúng rồi, cô gái 1m52. Ôi chết rồi, mình lỡ tay chém con kia nó chết. 200% Rider Around Remote. Ê, mình có thể làm cái này. Chắc là chúng ta sẽ được sửa lại à. Sai. Đúng, nó ngầu. Ngầu quá. Quả này mình sẽ đánh nhau thực tế các bạn. Bao. Bao đi. Ui. Không để ý luôn. Ok, và cuối cùng đã qua được các bạn này rồi. Mình đã phải chơi vãi cả lìn ra. Bây giờ là mình đang trong bộ trang phục màu hồng cả tình các bạn. Và ok, lần này mình đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chứ là chúng ta sẽ không chơi kiếm nữa, mà mình sẽ chỉ chơi cung thôi. Bây giờ là cộng lên 100 red này, 4 energy. Mình có thể... Ê, anh em nghĩ là mình nên làm thêm một clone nữa hay là không nhỉ? Mình nghĩ nên làm thêm một clone đi. Mình đã update cung rất khủng rồi. Nhưng mà căn bản là chúng ta có phải cần thêm một cái mạng nữa anh ạ, để phòng trường hợp là mình chết. Được rồi, để xem lần này chúng ta solo được gì nào. Anh ơi Mày này Woo. Ê thằng nào sao chết rồi à. Rồi chạy đã. Hồi cho em đi, Hồi. Ê, trượt rồi. Hồi cho em này. Ôi. Canh chân dài. Mày này, ý nhố ai định chém tao à? Địch chá. Mình có nên dùng kiếm ra solo với nó không em ạ? Tội gì. Đấy, nó bị què rồi. Đó chính là cái sức mạnh cung sau khi mình đã khám phá ra cái tiềm ẩn của nó. Nói chung là bây giờ chúng ta dùng cung là sướng nhất anh em ạ. Mình nên nâng cấp sức mạnh nhỉ. Ok, để xem là mình sẽ chỉ chơi cung thôi. Cái này. Mình đang phân vân em ạ. Cái này là time slow when khi mà nó, tức là nó sẽ cái thời gian sẽ chậm lại khi mà mình ngắm ấy, tức là chúng ta có thể ngắm chuẩn hơn, nhưng mình nghĩ không cần, mà mình sẽ chọn cái này. Không sao. Wow. Ngầu ạ. Để xem này, chúng ta sẽ quánh nhau với cái Ray nè. Bàn 10 à. Wow. Nè. Làm gì đấy? Ê. Ôi nó né được ấy của mình luôn ạ. Ê, làm sao mà quánh được nó nhỉ? Ồ, đáng nghe mình nên dùng cái thời gian nó slow lại các bạn. Ê, làm quái nào quánh nó đi. Mày này, ui cái kiếm của nó. Ê, làm nào để quánh nó. Mình bắn nó phản đam, ui. Mẹ nó phản đam lại mình luôn. Ê, bây giờ chơi kiếm của nó. Giả sử mình chơi kiếm thì sao? Ui giời ơi, gắt rồi. Nghe mình gắt không? Oh! It's your lucky day. Hôm nay là một ngày tốt của mình các bạn. Mình cảm thấy rất là tốt. Và quái gì đấy? Đoạn này nó dài vãi lên đấy. Run and don't stop. Chạy đi và đừng dừng lại. Sẵn sàng chưa? Here we go. Mày. Chạy đi và đừng dừng lại. Chạy. Ok, chạy đây anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ qua bên này.
mình đã khám phá ra được sức mạnh của cây cung và wow, thật tuyệt vời. Đã quá. Ý. Nhạc ngầu không? Nhạc ngầu vẫn này. Ê cái gì đây? Wow, chúng ta đã chạy ngay đi trước khi làm gì đấy? Này làm gì? Này làm gì đấy? Thì đấy. Ôi bọn Spider-Man kìa. À không phải. Nhầm. Có vẻ như chúng ta đã xong cái cốt truyện phần 1 rồi. Spy and I will get you. Chưa kịp đọc thì cứ sư mạnh. Đoạn này nhanh quá anh ạ. Mình không nghe được gì. Let's do this. End of chapter 1. Ok. Được rồi thì chắc là để next new mình xem có gì hay ho không nào. Là như nào đây? Chúng ta sẽ đến bản thứ hai à? À, ok rồi. Nói chung là easy anh ạ, và chắc là ok. Thì mình đã định tạm biệt anh em từ khúc trước rồi, nhưng mà đến đây thì mình chắc là sẽ nói tạm biệt anh em. Tập này chúng ta dừng ở đây và hẹn anh em ở tập sau nhé. Chúng ta sẽ cùng quẩy tiếp con game này một vài tập nữa, và mình chắc là sẽ chơi hết cái cốt truyện của nó để xem nó đi nào. Còn bây giờ thì ok, video này sẽ kết thúc đây thôi. Và nếu anh em thích game này đừng quên để đăng like của mình. Và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh nhé, để giúp mình sớm được 500.000 sub. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.